Chào anh em nha, mình là Craybat. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến Pokemon Unite nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ chơi Glaceon anh em ạ. Nên em thấy hay cần một like, một share, một đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều ạ. Ok, let's go luôn anh em ơi. Thì mấy con phép này thì giờ đầu còn phải có cấp anh em ạ. Chưa đường chú méo gì thế ba. Con này còn phải phan cấp nhanh anh em ạ, ít nhất cũng phải cấp 4 mới đánh được. Nên ai làm gì làm, mình cứ farm trước đã. Rồi còn bé nào muốn đấm với nhau hay gì đó thì từ từ tính sau đi. Sổ. Biết đường về bạn ơi. Rồi thôi luôn em ạ, à. Mất công con Mew nó bắn một tia nữa là lên bảng nữa. Máu yếu quá trời. Này thì Mew. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Trời, nó cầm hồi máu nó mới đau chứ. Rồi. Rồi bỏ cái mạng lại đây bạn ơi. À. Lắm hiệu ứng thế nhờ. Thế cũng không lên được cấp 4 kìa. Rồi mình nó cân 3 luôn. Mình con gắt chòm nó cân 3 luôn rồi thôi chứ. Rừng gì mà yếu thế. Ôi trời. Ôi trời ơi. Nó mạnh thế. Con gắt cho nó mạnh thế nhờ. 4 mạng rồi. Mình chờ 3 rồi anh em ơi. Thề luôn, con gắt cho nó mạnh quá. Ôi trời ơi. Một ông rừng, một ông phép đánh để cuối cùng con sức bọt nó ăn mạng không. Thề luôn. Nó hiểu cái gì. Lần này thì bạn chạy nó đi. Ok ngon. Cuối cùng con ném cầu được một phát. Hết cho ông kìa em ơi, lui đi, lui đi, lui đi. Ngồi xóa tán đám đông đi. Ngồi thì xóa tán đám đông đi. Báo vào đây mà húp, báo vào đây mà húp. Có bản lĩnh thì báo vào đây mà húp. Báo vào đây mà húp, báo vào đây mà húp. Rồi dâm ba con yêu này ép luôn, ép luôn, ép luôn. Ừ thì bạn cũng mạnh, ừ thì bạn cũng mạnh, ừ thì bạn cũng mạnh. Ừ thì cũng mạnh, ừ thì cũng mạnh. Ừ thì cũng mạnh, ừ thì cũng mạnh đấy. Nhưng mà không ăn thua. Cứu mạng chú Minh Nga. Chu mi ngò, chu mi ngò. Ừ thì được mình. Ừ thì được, sao quá. Sao đánh đấm kiểu chim lượn gì mà toàn là con sức bọt nó ăn mạng không thế. Thế con Erogos nó ăn mạng quá trời luôn anh em ạ. À. 47 con siêu, con Erogos ăn 6 mạng rồi. Thế nó sành quá. Không có bồ, ô có bồ, có bồ. Có bồ, có bồ, có bồ. Có bồ. Ngon cơm, ngon cơm. Ui xồi. Ăn được con Mew cũng được. Mới tội là không ném được cầu thôi, nhưng ăn được con Mew cũng được rồi. Thủ phía dưới đi bạn ơi. Để mình chơi mình tiếp. Tiếp viện anh em ạ. Ăn khá xanh 57 rồi. Ăn mạng khá nhiều. Bó luôn anh em ơi. Ôi dồi ôi, King the Ray đến thua con đi kích Ray luôn. Thế mình chịu rồi. Thế thì cũng chịu rồi. Đi thôi, đi thôi.
Ui ma cha mà nãy giờ mới thấy đó. Nãy giờ mình mới thấy đấy bạn ơi. Nãy giờ mình mới thấy đấy. Thôi cho ném cầu một tí mà. Mấy bạn làm gì mà sớm thế? Cấp 10 rồi, cấp 10 rồi, khá xanh rồi. Ê, tìm thủ cái gì mình để nó đẩy vào nhà luôn rồi. Đi đâu thế bạn? Đi đâu thế bạn? Chịu rồi, nó anti để nó chạy thì thôi chứ. Sao mà lượt được? Không yêu nó dùng anti để chạy luôn anh em mà, hai lần rồi đấy. Dưới kìa anh em ơi, dưới boss kìa. Dưới boss kìa. Cái trên thì con rùa nó khá là trâu rồi nên nó thủ được đấy. Này thì miêu. Ôi trời ơi. Lại tiếp tục chuyên mục rừng và phép sức bọt ăn mạng. Thề luôn. Khó hiểu thực sự anh em ạ. Ok ném rồi. Thôi mình đi thôi. Thôi thôi thì mình đi thôi. Bỏ đi bỏ đi. Không ăn được. Không ăn được thì mình đi ăn boss. Có gì đâu phải xoắn. Có gì đâu phải xoắn. Biết có về kịp không? Để xem có ai cứ dưới không? Cứ dưới thơm thế kia mà không có ai đánh luôn đi mà. Không ai ném cầu luôn chứ. Thì mẹ về thủ hết rồi. Đợi mình, đợi mình. Ê, còn mà chàm thì ném cầu lén. Cây cú thế. Cây cú thế. Ui. Thế mà để nó ulti chết kìa. Cây cú thế nhờ. Rồi con gắt chom đánh hay thế. Một mình con gắt chom đánh quá hay anh em ạ. Nhưng một mình nó thì không gánh được tem đâu. Nó chom đánh hay đấy. Ok tem ra hết rồi. Anh em tập trung boss nào anh em ơi. Tập trung ăn đi quay da này anh em ơi. Đô rio. Ui mà chạm đằng sau, mà chạm đằng sau. Mí nó mà chạm mà đấm đằng tì. Tiêm đâu. Ui xôi còn đi ăn cục tăng tốc làm gì nữa. Có kêu fly mà còn đi ăn cục tăng tốc nữa ba. Ba đánh thế thôi sao mà gánh được. Lên anh em ơi. Lên anh em ơi. Mày lắc thế. Ui lúc đang đánh thì mạng nó bị nhảy anh em ạ, mất boss luôn. Cày thế. Lúc đang đánh thì mạng nó bị nhảy pin, cày thế nhờ. Hay quá. Hay rồi. Thì mày chỉ ném được một người, ném được hai người không? Ném được một người thôi anh em ạ. Này thì ném, ai cho ném mà ném. Từ từ mình ở nhà mình thủ đi anh em ơi. Ở nhà mình thủ đi.
Ui trời ơi. Ui thế mà để cái cho mấy bạn ném được kìa. Game thủ kiểu méo gì thế nhờ. Thế mà để nó vào nó ném được. Cay thế. Đến lúc ăn boss thì mảng nó bị nhảy binh. Bực mình thế nhờ. Làm mất con boss uổng thế. Thề luôn đúng cây cú thật sự á. Không biết có win được không đây. Team mình ném cầu khá nhiều vào đầu anh em ạ. Chắc win đấy. Ok vẫn win anh em ơi. Rồi ăn 7 chờ 11. Nguyên team mà đến thua con súp bọt luôn anh em ạ. Ảo ma thế. Ok. Chào anh em nha. Hơi bị ảo nha.